Chào các bạn, hôm nay mình đi thăm ruộng về thì tình cờ gặp bà bác đập lúa nên mình quay lại cho các bạn xem. Bà bác ở có một mình nè, nhưng mà lúa thì còn mười mấy hai chục bó, nhưng mà máy nó không có cắt nên bà bác đem ra đập. Rồi mời các bạn xem video của mình nha. À, cái này đập xong rồi còn phải sàn ra rồi đem ra phơi. Phơi khô rồi mới cho vô bao. Rồi khi nào đi ăn thì bà bác mới đi xay. Thấy cũng cực quá các bạn. À, con mình nên mọi sinh hoạt hàng ngày thì bà bác đều tự làm. Năm nay 83 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khỏe lắm. Vậy điều đó cũng rất là mừng. Con cháu của bà bác thì đi làm tận Bình Dương với Đồng Nai, xa lắm, mỗi năm về được có mấy ngày Tết à. Mấy và hai chục bó gì hả? Ừ, còn đó hai chục tặng á. Cái này có môn đập cái nào rồi cái sàn cái hốt vô bao qua đó một cái. Mình
cho nó xuống bị ra nữa lắm nó chua. Mình cắt gì nè, cho mấy cắt nó cắt ra dữ lắm. Yeah. Lắm. Ăn nhà ngoại rồi hay gì? Chưa gắn mất cỡ bao hay xây ăn bà bác? Mười mấy bó này cũng bộn rồi đó. Này một bốn bó rồi đó hả? Bốn bó. Bốn bó hai thao hả? Mười bó chắc mười bó đường bao. Rồi cái đó hai cục bó nữa.